Chào mừng các bạn đã quay trở lại với iChannel. Nói chung là từ cái lúc mà mình vào iChannel đến giờ có rất là nhiều người tò mò về cơ thể của mình. Mình nhận được rất là nhiều câu hỏi nói về cái việc là chuối của mình bao nhiêu xăng, chuối của mình hình dạng như nào, nghiêng sang bên trái hay là bên phải. Vậy hôm nay mình quyết định là mình sẽ show cho các bạn chuối của mình. À, cái này của anh Huy. Đây, xin giới thiệu các bạn chiếc điện thoại chuối của mình. À đây đây. Nói đùa thôi. Thực ra tại vì là mình đang cầm trên tay điện thoại có hình, nó có tên là điện thoại chuối Banana Phone. Vậy thì tại sao nó lại được gọi tên là điện thoại Banana Phone? Thì đấy là tại vì ai cũng bảo thế. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mở hộp cho các bạn để chiêm ngưỡng xem cái điện thoại này nó sẽ có những cái điểm gì đặc biệt. Thì theo như mình quan sát ngay từ những cái đầu tiên thì cái hộp chúng ta nhìn nó rất là đáng yêu. Đây các bạn thấy đấy. Thì những cái hộp điện thoại bình thường ấy thì thường là nó sẽ là một cái hộp tổng thể luôn. Thì trong đấy chúng ta sẽ có điện thoại, chúng ta sẽ có phụ kiện các thứ. Nhưng mà với cái hộp của cái chiếc điện thoại Nokia 8810 này thì nó sẽ chia làm hai phần. Phần phía trên sẽ là cái điện thoại chúng ta, còn phần phía dưới thì sẽ là, mình nghĩ là nó sẽ để phụ kiện ở đây. Và ở đây thì chúng ta còn rất nhiều những cái hình hoạt hình khác, ví dụ như là chuối này, Google Maps, Twitter này, hay là YouTube, Facebook các thứ. Thì những cái này nó sẽ biểu tượng cho những cái ứng dụng mà chiếc điện thoại này sẽ có, mà mình sẽ nói với các bạn là ở phần tiếp theo. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có những cái thông tin mà chúng ta cần biết, đó chính là chiếc điện thoại này sẽ có camera 2 megapixel này, hay chúng ta sẽ có cả chó Snake huyền thoại nữa của Nokia. Giới thiệu thấy đủ rồi, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp cho các bạn xem chiếc điện thoại này thì nó sẽ có những cái gì. Đây, thì cái điện thoại chúng ta sẽ có hai phần như là mình đã nói lúc nãy. Thì cái phần này nó sẽ là chiếc điện thoại chúng ta. Ở phía bên trong này, bên trong thì chúng ta sẽ có tai nghe, chúng ta sẽ có cáp sạc. Đây, cái này là sạc liền luôn. Và chúng ta sẽ có một cục pin. Rồi, và đấy là tất cả những cái gì mà chúng ta sẽ có trong một chiếc hộp của Nokia 8810. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại nhân vật chính. Như các bạn có thể thấy trên tay mình đang là chiếc Nokia 8810. Thì cảm nhận đầu tiên của mình là chiếc điện thoại này nó khá là nhỏ. Có thể là do mình đã quen cầm smartphone nhiều rồi, thế nên là khi mà mình cầm trên tay một cái điện thoại cơ bản như này thì cảm giác nó không được quen lắm. Tuy nhiên thì mặc dù nhỏ nhưng mà cái điện thoại chúng ta cầm rất là nặng, thế nên là nó làm cho cái cảm giác cầm nắm nó sẽ dễ dàng hơn, cũng như là nó sẽ chắc tay hơn. Và đặc biệt là cái phần lưng của chiếc điện thoại này thì nó sẽ được làm cong, nó giống như là một hình quả chuối ấy. Thì cái phiên bản đây mình đang có là phiên bản màu đen, còn nếu như mà bạn nào mà mua phiên bản màu vàng thì cái hình quả chuối nó sẽ rõ ràng hơn. Với một cái kích thước nhỏ như này thì nó làm cho mình cảm giác như là nó giống như một cái điều khiển tivi vậy. Đây, ở đây thì không phải điều khiển tivi nhưng mà nó vẫn là một cái điều khiển điều hòa, nhưng mà cảm giác như là nó giống như là một cái điều khiển để chúng ta có thể cầm nắm các thứ, nó rất là nhỏ gọn trong lòng tay, nó vừa như in luôn. Rồi, về phía mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước là 2.4 inch, và các bạn sẽ có một cái thanh trượt đây để lộ ra cái bàn phím chúng ta. Tuy nhiên thì mình lại không thích cái thiết kế này cho lắm, tại vì là cái phần G ở đây nó hơi cao. Thế nên khi mà các bạn nào mà các bạn sử dụng cái phím bấm lên trên này này, đấy, thì khi mà các bạn thao tác thì có thể là nó sẽ bị chạm vào cái phần G này và nó sẽ cảm thấy là mình hơi khó thao tác một chút. Và khi mà chúng ta đóng cái nắp trượt này lại thì chiếc máy chúng ta sẽ tự động tắt màn hình. Và khi mà chúng ta mở ra thì đó, chiếc máy chúng ta đã được bật lên và nó sẽ để lộ một cái bàn phím T9 cũng như là các phím điều hướng cho chúng ta. Thì đấy là cái cảm giác cầm nắm bên ngoài cũng như là về thiết kế chiếc máy này. Còn nếu như mà chúng ta đi vào sâu hơn nữa thì mình cũng xin giới thiệu các bạn luôn là chiếc máy này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được SIM 4G, cũng như là các bạn có thể kết nối được Wi-Fi, và theo như mình tìm hiểu được thì các bạn hoàn toàn có thể là lên mạng và tải những cái ứng dụng, ví dụ như là Facebook, Twitter hay là YouTube. Thì cái này thì mình vẫn chưa mò mẫm nhiều lắm, thì nếu như mà có cái thời gian thì mình sẽ trải nghiệm cho các bạn sau. Còn hiện tại thì mình mới chỉ thấy là nó chỉ có thể là vào Facebook, vào Twitter, vào YouTube ở trên cái trình duyệt mà thôi. Thì mình cũng chưa biết là nó sẽ tải cái app như thế nào, thì có lẽ là mình sẽ hẹn các bạn vào những cái video này chi tiết lần sau. Thì trước nay thì Nokia họ vẫn nổi tiếng là một hãng điện thoại luôn sản xuất ra những chiếc điện thoại rất là độc đáo và rất là dị. Và còn một cái điều nữa mà mình nghĩ là có lẽ là khi mà nhắc tới cái điều này thì chắc chắn là sẽ nhắc tới Nokia, đó chính là tựa game Snake. Và cái điện thoại này thì các bạn cũng sẽ có tựa game Snake luôn. Các bạn không phải tải gì cả, nó sẽ tích hợp ngay, nó sẵn vào luôn trong điện thoại của các bạn. Và các bạn chỉ được chơi mà thôi. Và cách chơi thì nó hoàn toàn giống như là trên chiếc điện thoại Nokia 3310 vào hồi năm ngoái. Về camera thì chiếc máy chúng ta sẽ được trang bị camera đơn với độ phân giải là 2 megapixel. Và mình nghĩ là các bạn không nên trông chờ quá nhiều về cái camera này, tại vì là thực sự là nó rất là xấu. Nói thẳng ra nó rất là xấu. Và tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là đối với một cái điện thoại cơ bản như này thì có lẽ là khi mà các bạn mua về các bạn chỉ cần nó ở trong cái tác vụ là nghe, gọi, nhắn tin và lướt web thôi. Còn cái phần camera thì mình nghĩ là các bạn vẫn có những chiếc smartphone cho riêng mình rồi, thế nên là mình không đánh giá cao về phần camera của cái này lắm.
Về cấu hình thì chiếc máy chúng ta sẽ được trang bị con chip Snapdragon 205 đi kèm với bộ nhớ RAM là 512MB. Thì đây không phải là một bộ nhớ RAM quá là khủng. Tuy nhiên thì đối với một chiếc điện thoại như này thì mình nghĩ đây sẽ là một cái cấu hình nó hoàn toàn đủ cho các bạn để dùng hàng ngày. Bên trong của chúng ta sẽ là 4GB và các bạn hoàn toàn có thể mở rộng cái bộ bên trong này lên tối đa là 64GB. Và một trong những cái điều nữa mình cũng rất là bất ngờ trên chiếc điện thoại này đó chính là nó sẽ có khả năng chống nước, điều mà những chiếc điện thoại khoảng 8 đến 9 triệu thậm chí nó không có. Và nó sẽ có jack cắm tai nghe 3.5mm và có một điều nữa là cái nút nguồn của nó sẽ được đặt ở bên phía tay phải chứ không phải là các bạn giữ cái nút màu đỏ nữa. Đó. Tổng kết lại, đối với mình đây là một chiếc điện thoại nó rất là thú vị. Tại vì trong cái thời điểm mà điện thoại nào giống nhau như này, điện thoại nào cũng sẽ có một cái thiết kế hao hao như nhau, thì mình nghĩ là chúng ta cần phải có một cái thiết bị gì đấy nó khác biệt hơn so với những thiết bị còn lại. Và đặc biệt là đối với những bạn nào mà không cần quá là nhiều, các bạn không cần chơi game, các bạn không cần chụp ảnh các thứ, và các bạn chỉ cần đơn giản một cái thiết bị mà có thể giúp các bạn nghe gọi lúc web bình thường thôi, thì mình nghĩ đây sẽ là một cái sản phẩm nó rất là phù hợp. Và vì cái giá nó rất là rẻ nữa, nó chỉ khoảng 1.700.000 mà thôi. Và đó là những cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà mình cầm trên tay chiếc Nokia 8810 hay còn gọi là Banana Phone này. Vậy các bạn sao? Các bạn nghĩ sao về chuyện này thì các bạn hãy comment ý kiến cũng như chia sẻ của các bạn phía bên dưới. Và đừng quên là nếu như mà thấy hay thì like, share cũng như subscribe YouTube của channel. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.